Bầy cừu nặng trung bình 135 kg, trong khi đó những con cừu Hitstar lớn nhất nặng tới hơn 210 kg, với khả năng cho sản lượng thịt và mỡ bằng khoảng 2/3 tổng sản lượng, nhiều hơn hầu hết các giống cừu khác, kể cả những giống ăn uống tốn kém hơn. Cừu Hitstar có thể mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Tại trung tâm công nghệ sinh học gần thủ đô Kazakhstan, nhà khoa học kiêm nhà nhân giống Ibrahim Bobokhalonov lấy mẫu gen của những con cừu Hitstar tốt nhất với hy vọng tạo ra những con cừu to lớn nhất, mang về lợi nhuận cao nhất. Năm ngoái, một con cừu nặng tới 230 kg xuất hiện trong một cuộc thi nông nghiệp ở Kazakhstan, lập kỷ lục Guinness Thế giới. Hitstar là nguồn thực phẩm dồi dào, đồng thời góp phần cải thiện hệ sinh thái trái đất nhờ khả năng đi xa để kiếm ăn. Giống cừu Hitstar to lớn, đặc trưng với hai khối mỡ phía sau, được đánh giá cao về lợi nhuận và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ngày càng được ưa chuộng tại quốc gia Trung Á, Tajikistan, nơi đang gặp khó khăn do thiếu thịt và đồng cỏ phù hợp để chăn nuôi. Trong bối cảnh đất nông nghiệp suy thoái nghiêm trọng do nhiều năm chăn thả quá mức và tình trạng ấm lên toàn cầu, cừu Hitstar dẻo dai mang lại lợi ích cho nông dân Tajikistan và cung cấp nguồn thịt dồi dào cho người tiêu dùng. Bầy cừu nặng trung bình 135 kg, trong khi đó những con cừu Hitstar lớn nhất nặng tới hơn 210 kg, với khả năng cho sản lượng thịt và mỡ bằng khoảng 2/3 tổng sản lượng, nhiều hơn hầu hết các giống cừu khác, kể cả những giống ăn uống tốn kém hơn. Cừu Hitstar có thể mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Tại trung tâm công nghệ sinh học gần thủ đô Kazakhstan, nhà khoa học kiêm nhà nhân giống Ibrahim Bobokhalonov lấy mẫu gen của những con cừu Hitstar tốt nhất với hy vọng tạo ra những con cừu to lớn nhất, mang về lợi nhuận cao nhất. Năm ngoái, một con cừu nặng tới 230 kg xuất hiện trong một cuộc thi nông nghiệp ở Kazakhstan, lập kỷ lục Guinness Thế giới. Ngọt từ các con sông địa phương để cung cấp nước cho biển. Họ lấp đầy sông Volga do lũ lụt, các hồ chứa Volga lớn xuất hiện và Caspi nhận được ít nước hơn. Về phần mình, các con sông địa phương cung cấp nước cho biển cũng bị mất nước do rút nước mạnh để phục vụ nhu cầu nông nghiệp và công nghiệp, dẫn đến sụt lún đất. Tuy nhiên, phiên bản này đã không được xác nhận, bởi vì trong những năm 1990, với tác động của con người, mực nước biển Caspi ngược lại tăng nhẹ, mang đến sự pha trộn giữa kiến trúc thế kỷ 19 và hiện đại. Baku là nơi lưu giữ một nền văn hóa châu Âu tiến bộ được sinh ra từ sự thịnh vượng của những năm bùng nổ dầu mỏ. Được xây dựng trên một địa điểm có người sinh sống từ thời kỳ đồ đá cũ, thành phố Baku có tượng bao quanh cho thấy bằng chứng về sự hiện diện của người Zoroastrian, người Sasanian, người Ả Rập, Ba Tư, Sovani, Ottoman và Nga trong sự liên tục văn hóa. Phần lớn các bức tường phòng thủ từ thế kỷ 12 của nội thành Icheri Seher vẫn được bảo tồn. Hiện tại, thành phố Baku có tượng bao quanh với cung điện Servansa và tháp Maiden, cảnh quan văn hóa nghệ thuật đá Gobustan, trung tâm lịch sử Seki với cung điện khang được UNESCO đưa vào danh sách di sản vật thể thế giới. Icheshaha, trái tim của Baku, là một khu bảo tồn về kiến trúc và lịch sử nằm tại trung tâm của thủ đô Baku. Diện tích của khu vực lên đến 221,000 m², với ba mặt được bao bọc bởi những bức tường thành, còn mặt thứ tư hướng ra biển Caspi. Icheshaha tập trung rất nhiều những biểu tượng lịch sử, trong đó tháp Maiden, tháp trinh nữ, thế kỷ 12 được xây dựng trên các cấu trúc trước đó có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, và cung điện Servansa thế kỷ 15 là một trong những viên ngọc của kiến trúc Azerbaijan. Tháp Maiden đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2000. Những con phố hẹp và cổ xưa đi cùng với những ngôi nhà cổ, khách sạn, bảo tàng, phòng trưng bày, nhà hàng, cửa hiệu và quán cà phê. Hiện có 1.500 gia đình đang sống tại thị trấn cổ. Baku là thủ đô và thành phố lớn nhất của Azerbaijan, cũng như thành phố lớn nhất trên biển Caspi và của vùng Cáp-Cát. Baku nằm dưới mực nước biển 28 m, là thủ đô quốc gia nằm thấp nhất thế giới và cũng là thành phố lớn nhất thế giới nằm dưới mực nước biển. Việc hạ thấp mực nước biển ở phần này của trái đất được các nhà khoa học liên kết với các quá trình kiến tạo nhưng đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Giới khoa học cũng đã đưa ra một cách lý giải nhân tạo. Theo lý giải này thì hình như, vào những năm 1950, mọi người bắt đầu tích cực rút nước ngọt từ các con sông địa phương để cung cấp nước cho biển. Họ lấp đầy sông Volga do lũ lụt, các hồ chứa Volga lớn xuất hiện và Caspi nhận được ít nước hơn. Về phần mình, các con sông địa phương cung cấp nước cho biển cũng bị mất nước do rút nước mạnh để phục vụ nhu cầu nông nghiệp và công nghiệp, dẫn đến sụt lún đất. Tuy nhiên, phiên bản này đã không được xác nhận, bởi vì trong những năm 1990,
với tác động của con người, mực nước biển Caspi ngược lại tăng nhẹ, mang đến sự pha trộn giữa kiến trúc thế kỷ 19 và hiện đại. Baku là nơi lưu giữ một nền văn hóa châu Âu tiến bộ được sinh ra từ sự thịnh vượng của những năm bùng nổ dầu mỏ. Được xây dựng trên một địa điểm có người sinh sống từ thời kỳ đồ đá cũ, thành phố Baku có tượng bao quanh cho thấy bằng chứng về sự hiện diện của người Zoroastrian, người Sasanian, người Ả Rập, Ba Tư, Sovani, Ottoman và Nga trong sự liên tục văn hóa. Phần lớn các bức tường phòng thủ từ thế kỷ 12 của nội thành Icheri Seher vẫn được bảo tồn. Hiện tại, thành phố Baku có tượng bao quanh với cung điện Svangsa và tháp Maiden, cảnh quan văn hóa nghệ thuật đá Gobustan, trung tâm lịch sử Seki với cung điện khang được UNESCO đưa vào danh sách di sản vật thể thế giới. Icheshaha, trái tim của Baku, là một khu bảo tồn về kiến trúc và lịch sử nằm tại trung tâm của thủ đô Baku. Diện tích của khu vực lên đến 221,000 m², với ba mặt được bao bọc bởi những bức tường thành, còn mặt thứ tư hướng ra biển Caspi. Icheshaha tập trung rất nhiều những biểu tượng lịch sử. Trong đó tháp Maiden, tháp trinh nữ, thế kỷ 12 được xây dựng trên các cấu trúc trước đó có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và cung điện Svangsa thế kỷ 15 là một trong những viên ngọc của kiến trúc Azerbaijan. Tháp Maiden đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2000. Những con phố hẹp và cổ xưa đi cùng với những ngôi nhà cổ, khách sạn, bảo tàng, phòng trưng bày, nhà hàng, cửa hiệu và quán cà phê. Hiện có 1.500 gia đình đang sống tại thị trấn cổ.